Hot nhất hôm nay ngày 12 tháng 12 là sự kiện sale 3 ngày của hãng thời trang Genji. Từ 12 đến 14 tháng 12, Genji tung ra bộ sưu tập áo thun brand neon cotton, đồng giá 99.000. Bộ sưu tập mũ cực chất chỉ 29.000, chỉ 29.000. Bộ sưu tập ba lô túi thì chỉ 39.000 mà thôi. Nhanh tay truy cập đường link mà mình để dưới đây trong 3 ngày sự kiện để săn cho mình những món đồ cực chất nha. Mại dô. Nếu mà nhắc tới Dubai thì 10 người hết 9 người nghĩ rằng quốc gia này siêu siêu giàu. Dubai được mệnh danh xứ sở xa hoa bậc nhất thế giới. Tự tưởng tượng nếu có một ngày bạn có tiền đi du lịch Dubai, bạn chắc chắn sẽ đầy ngạc nhiên trước những hình ảnh cực kỳ đời thường đối với người dân tại đây, nhưng mà lại chẳng hề bình thường tí nào trong mắt du khách quốc tế. Tuy nhiên là mặc dù xa xinh đẹp như vậy, nhưng mỗi vùng một văn hóa khác nhau, Dubai thì cũng có những điều cấm kỵ riêng của mình. Mà nếu bạn không nắm vững một số nguyên tắc thì rất có thể bạn sẽ gặp phải nhiều trở ngại và khó khăn trong chuyến du lịch tại đây. Nào, hãy cùng Taka tìm hiểu 11 điều tuyệt đối không nên làm ở Dubai. 11. Ăn bánh chưa hạt anh túc. Hoa anh túc thì nghe có vẻ hơi là nghiêm trọng, nhưng mà poppy cake, loại bánh ngọt làm từ hạt hoa anh túc, vẫn là một loại bánh phổ biến ở rất nhiều quốc gia. Do được xử lý nghiêm ngặt nên loại hạt này không gây hại sức khỏe cho con người. Dù vậy, ở UAE, thứ này vẫn là hoàn toàn phạm pháp. Nếu anh em đến UAE, các bạn nên sẵn sàng một cuộc kiểm tra chặt chẽ sân bay. Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có thể trở thành lý do một vụ bắt giữ. Một công dân Thụy Sĩ bay tới Dubai đã bị giam tận 4 năm vì sự bất tuân của mình. Anh ta nhận được bản án nặng như vậy bởi vì cảnh sát tìm thấy bạt anh túc rớt ở trên quần áo khi mà anh ta ăn một ít bánh tại sân bay Heathrow. 10. Cấm thức uống có cồn đi trên đường và chất kích thích. Vì là quốc gia Hồi giáo nên người dân Dubai sẽ không ăn thịt heo, không uống rượu bia, chất kích thích, và đây là điều cấm kỵ. Nếu bạn không biết mà vẫn thong dong cầm một lon bia đây trên phố, đặc biệt trong trạng thái say xỉn nữa, thì cảnh sát có quyền phạt tiền hoặc đưa bạn vào tù. Cho nên nếu bạn muốn sử dụng thì hãy tìm đến những nơi cho phép uống thức uống có cồn như là quán bar, khách sạn hay nhà hàng. Và nếu bạn bắt buộc phải mua thì bạn chỉ có thể đến một cửa hiệu miễn thuế trên phố, với điều kiện là không được mua quá 4 chai trong một lần. Không chỉ là bia rượu mà chất kích thích cũng tuyệt đối bị cấm. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ loại thuốc nào có chất gây nghiện trong thời gian ở Dubai. Nếu mà phát hiện thì bạn sẽ phải nhận hậu quả là ngồi tù và bị trục xuất. 9. Đừng trêu ghẹo, đùa giỡn phụ nữ Hồi giáo. Tại Dubai thì đạo Hồi là tôn giáo chính và phụ nữ có những nguyên tắc cấm kỵ riêng khi mà tiếp xúc với nam giới. Ngay cả chuyện ăn mặc cũng ở phần kín đáo hơn rất là nhiều so với các quốc gia khác. Vậy nên tuyệt đối đừng chọc ghẹo, đùa giỡn, có hành động khiếm nhã với họ nếu không muốn bị bắt giam ngay lập tức. Việc bắt tay phụ nữ cũng là điều tối kỵ cần lưu ý. Bạn có thể đặt một tay lên ngực trái và hơi cúi người để chào hỏi. Ngay cả việc bạn bàn tán, nhìn chăm chăm quá lâu về phía người phụ nữ đạo Hồi cũng được xem một hình thức quấy rối. 8. Chửi thề. Nguyên tắc này được áp dụng ở mọi quốc gia chứ không riêng ở Dubai. Việc chửi thề, dùng từ ngữ mang tính xúc phạm nơi công cộng cùng với các cử chỉ khiếm nhã, tùy thuộc vào ngôn ngữ và cử chỉ mà bạn có thể bị cảnh sát bắt giam hoặc trục xuất khỏi Dubai. Cụ thể, vào năm 2017, một người đàn ông quốc tịch Anh đã phải ngồi tù tận 6 tháng vì chửi tài xế sau một vụ va chạm giao thông ở Dubai. Vì thế, khi mà có bất cứ sự cố nào ở Dubai, bạn cần phải bình tĩnh, dùng lý lẽ phù hợp, đưa giải pháp có lợi ở đôi bên, chứ không được dùng ngôn từ hay những hành động bạo lực. 7. Xúc phạm tôn giáo và văn hóa. Chính quyền Dubai thì không nhân nhượng những hành vi xúc phạm đến tôn giáo cũng như văn hóa của họ. Ví như nếu bạn đi du lịch Dubai vào dịp lễ Ramadan, sẽ rất vất vả để bạn tìm mua thức ăn, nước uống hay thuốc hút. Bởi vì người đạo Hồi sẽ không ăn uống, hút thuốc cho đến khi mặt trời lặn, trừ phụ nữ mang thai, trẻ dưới 5 tuổi, người ốm và khách du lịch. Và trong thời gian này, bạn không nên ăn uống trước mặt những người này, vì việc này được xem như là một sự khiêu khích. 6. Chụp ảnh người dân khi chưa xin phép. Hành vi được xem là bất hợp pháp tại Dubai theo luật quốc gia của họ. Bạn sẽ bị phạt số tiền lên đến 500.000 AED, tức là khoảng hơn 3 triệu đồng, và lệnh án 6 tháng tù giam nếu chụp ảnh người dân và đăng lên mạng xã hội. Mức phạt sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa nếu mà đó là phụ nữ. 5. Mang theo thuốc nhưng mà lại không có đơn.
Thuốc men là một trạm vật dụng không thể nào thiếu trong hành trang đi du lịch của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, nếu muốn mang theo thuốc ở Dubai hay là UAE thì bạn sẽ bắt buộc phải cầm theo cả đơn thuốc và phải được dây chuyền tiếng Anh để hải quan sân bay kiểm tra. Nghe thì có vẻ hơi vô lý, nhưng vì danh sách thuốc bị cấm ở Dubai có thể lên đến vài quyển mà bạn không thể nào biết hết tên gọi của chúng. Nếu vô tình mang theo thì tiêu. Còn đối với những người tàng trữ, vận chuyển loại thuốc cấm như ma túy, thuốc phiện, chất gây nghiện lại càng bị xử phạt gian đe hơn nữa. Bốn, bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng. Năm 2010, một cặp du khách người Anh đã bị bỏ tù 1 tháng vì âu yếm nhau ở nơi công cộng. Ở Dubai, nam nữ nếu không phải là vợ chồng, chưa kết hôn thì không được đi chung với nhau. Dù bạn có là khách du lịch thì nếu mà chưa cưới thì cũng không nên thuê chung phòng khách sạn tại đây. Ở Dubai, tình dục chưa hôn nhân bị coi là phạm tội hình sự, có thể bị phạt rất là nặng hoặc ngồi tù như chơi. Rất nhiều du khách đã từng gặp rắc rối Dubai vì vi phạm lệnh cấm. Họ cũng không thể hiện tình cảm ở những nơi công cộng lẫn trên phương tiện giao thông. Điều này cũng được cho vi phạm pháp luật. Chính quyền Dubai luôn mạnh tay xử lý trường hợp này. Bản thân người dân cũng thấy hành động tình cảm nơi công cộng là quá thô lỗ. Vậy nên hãy lưu ý là nhập gia tùy tục khi đi dạo đường phố nhé. Đặc biệt là tình yêu đồng tính tại Dubai cũng là một điều cấm kỵ. Nếu hai người đồng tính thể hiện nơi công cộng mà bị phát hiện thì cũng sẽ bị phạt tù luôn. Ở vị trí 3 thì đó chính là ăn mặc không phù hợp. Phụ nữ về mặc trang phục kín đáo khi ra đường. Bạn sẽ gặp những cô gái mặc quần short, áo tank top ở trong trung tâm thương mại hoặc là ở nhà hàng. Nhưng mà người dân Dubai không vui vẻ gì với hình ảnh đó. Phụ nữ chỉ được mặc bikini ở các bãi biển, còn quãng đường từ khách sạn ra biển và ngược lại, bạn cũng phải ăn mặc thật là kín đáo. Mặc thử trang phục truyền thống cũng là hoạt động phổ biến khi đi du lịch. Nhưng mà với đất nước khắt khe Dubai, bạn phải tìm hiểu thật kỹ trước khi mặc. Nếu không, chính quyền sẽ hiểu lầm bạn ý xúc phạm và hộ tống bạn vào tù. Đặc biệt là những ai ăn mặc không đúng giới tính cũng bị cho là phạm pháp ở Dubai và có thể bị bắt giam. Phụ nữ Dubai thường giữ kín bờ vai và đôi chân của mình. Do đó, du khách nữ khi đến đây nên mặc áo phông, chân váy hoặc đầm dài, quần jean. Riêng đàn ông không được phép cởi chân, đeo dây chuyền vàng khi ra ngoài đường. Khi tắm biển thì du khách nữ không cần sắm bikini như phụ nữ Hồi giáo mà có thể mặc bikini. Tuy nhiên nên mang theo khăn tắm hoặc áo choàng lớn. Hai, mua hàng nhái. Bom tấn Sex and the City 2 không hề nói dối bạn khi thông báo rằng khách du lịch không nên mua hàng giả. Những du khách đến thăm khu chợ địa phương Dubai sẽ gặp một số người hỏi: bạn có muốn mua túi hay đồng hồ hiệu hay không? Bạn chỉ cần bỏ qua họ và đi thẳng mà thôi. Việc sở hữu một chiếc túi hiệu giá rẻ nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà nó không đáng để bạn gặp rắc rối nếu bị bắt gặp mua sắm tại cửa hàng bất hợp pháp. Và vị trí đầu tiên thì đó chính là điều luật không đổi tiền, sử dụng tiền giả tại Dubai trên phố. Du khách thì nên cân nhắc việc đổi tiền trên phố trực tiếp vì rất có thể bạn sẽ trở thành mục tiêu tội phạm. Kinh nghiệm cho thấy bạn chỉ nên đổi từ đô Mỹ sang dirham tại các ngân hàng, khách sạn hay trung tâm mua sắm. Ngoài ra thì bạn phải kiểm tra thật kỹ số tiền được nhận vì rất có thể bạn sẽ gặp phải tình huống xấu nếu lỡ nhận tiền giả. Và cũng giống như Việt Nam, việc lưu hành tiền giả là phạm pháp. Nếu sử dụng và bị phát hiện, việc phạt tù là điều khó tránh khỏi được. Từng có trường hợp tương tự khi du khách Việt Nam bị bắt 1 tháng để tiến hành điều tra vì lỡ sử dụng tiền giả do không biết, bị lừa gạt trong quá trình đổi tiền. Sau khi được thả ra, người này đã bị trục xuất ngay về nước. Và video đến đây đã hết rồi. Vô cùng hấp dẫn đúng không nào? Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Taga Channel ngay lập tức để đón xem video mới nhất của mình nhé. Chân anh cảm ơn anh em.